được tiếp cận nền giáo dục đẳng cấp thế giới, được gặp gỡ và giao lưu với bạn bè trên khắp năm châu luôn là mong muốn của các bạn trẻ thời đại 4.0. Summit là tổ chức cung cấp dịch vụ đào tạo tiếng Anh học thuật và tư vấn du học hàng đầu Việt Nam. Với định hướng hỗ trợ thế hệ trẻ ưu tú chinh phục các môi trường giáo dục đẳng cấp thế giới, Summit luôn duy trì một môi trường học tập và phương pháp giáo dục giúp học sinh tư duy độc lập bằng tiếng Anh. Sau quá trình tìm hiểu về Stanford thì mình được biết đây là ngôi trường mà đã sản sinh ra các founder của các hãng, các thương hiệu rất nổi tiếng như Nike, như LinkedIn, như Snapchat. Vậy thì đến tầm lớp 8, lớp 9 lúc đấy là mình bắt đầu có quyết tâm rồi là mình phải đi du học được. In Vietnam, students tend to be very excellent at studying, but in their curriculum they really don't have the chance to stop and think about themselves, think about what they're learning, or think even about their future. Over our time at Summit, we've been incredibly proud to see our students ending up at the most prestigious universities and companies in the world. Ở Summit thì chúng tôi luôn luôn tập hợp những thầy cô xuất sắc nhất. Học sinh của Summit thì luôn có cái sự định hướng và có chiến lược rõ ràng. Vì vậy thì khi tốt nghiệp, các em giành được rất là nhiều học bổng và các cái cơ hội học tập và làm việc ở những cái trường đại học cũng như là các cái tổ chức công ty hàng đầu trên thế giới. Với mô hình giáo dục hiện đại, chuẩn quốc tế, các chương trình đào tạo được thiết kế dành riêng cho từng độ tuổi, Summit đã và đang mang lại cơ hội cho nhiều bạn học viên khắp các tỉnh thành trong nước và ngoài nước được vươn mình ra thế giới, giúp các em được học tập và làm việc trong một nền giáo dục tốt nhất. Sau 1.5 năm học ở Summit và kết quả chứng minh rằng Tài đã trúng tuyển vào 21 trường Mỹ và Canada, thì đặc biệt ở đó có những trường tốt đầu và trường Stanford. Sự trưởng thành của Tài sau 1.5 năm tại chúng ta biết thì có thể nói rằng không ngờ và thay đổi hoàn toàn về kể cả tiếng Anh và kể cả giao tiếp và kỹ năng sống. Ở Summit em được tiếp xúc với rất nhiều thầy cô giỏi và những bài học rất là bổ ích, và em được tham gia những hoạt động cộng đồng để hoàn thiện những kỹ năng còn thiếu của bản thân. Trong suốt quá trình nộp hồ sơ rất là vất vả, em luôn nhận được sự giúp đỡ từ các thầy cô, các anh chị và các bạn bè trong cộng đồng Summit để đạt được ước mơ của mình. Không chỉ chú trọng vào chất lượng dạy học, Summit còn rất quan tâm đến việc tạo ra một môi trường học tập bổ ích. Summit thường xuyên khởi xướng và tổ chức các hoạt động ngoại khóa với mong muốn giúp các em học viên có thêm các kỹ năng và hiểu biết thêm về cộng đồng xã hội. Summit không chỉ là một trung tâm tiếng Anh, chúng tôi luôn luôn cố gắng đan xen những chương trình hoạt động ngoại khóa, những bài giảng có tính thực tế cao để học sinh thấu hiểu thêm những vấn đề của xã hội, có những nhận thức về các vấn nạn trong cộng đồng và trách nhiệm của các em đối với xã hội nói chung và cộng đồng xung quanh mình. Bên cạnh là một trung tâm đào tạo, Summit còn là ngôi nhà chung của các lứa học viên. Các thế hệ Summit luôn kết nối với nhau để xây dựng một cộng đồng Summit lớn mạnh, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống cũng như trên con đường học tập để mở ra một tương lai mới. Summit khác với mọi trung tâm khác ở chỗ là khi mà mình học ở đây xong rồi, sau một quá trình trải 3 năm như thế, cái thứ mà mình có được không chỉ là kiến thức, không chỉ là phong thái hay là một cái cách suy nghĩ, cách nhìn mới về thế giới, mà cái thứ mình còn có được là một đội ngũ thầy cô luôn luôn quan tâm, tận tình đến mình, và một cộng đồng các anh chị, các bạn học sinh cũng đã trải qua cái quá trình apply ra đan như mình. Đây là những mối quan hệ mà mình sẽ không bao giờ có thể có được khi mà mình ở nơi khác. Hình thành và phát triển từ năm 2010, Summit đã và đang không ngừng nỗ lực để có thể mang các chương trình đào tạo và tư vấn tới cho thêm nhiều học viên trên khắp cả nước. Các học sinh, sinh viên và phụ huynh Việt Nam có tinh thần cầu tiến, hiếu học rất là cao và luôn mong muốn hoàn thiện thêm bản thân và vươn ra thế giới. Summit rất là hy vọng sẽ được đồng hành cùng các quý phụ huynh và các em học sinh trong cái quá trình thực hiện hóa ước mơ du học này. Và chúng tôi rất là mong các em không chỉ trở thành những cái cá nhân xuất sắc, thành đạt trong sự nghiệp và cuộc sống của mình, mà cũng là những nhân tố đóng góp nhiều cho xã hội.